thích giao tiếp với người nước ngoài, chẳng hạn nước nào? Dạ nước Nhật. Ồ, có học tiếng Nhật hả? Dạ em tự học và giao tiếp những câu cơ bản. Đâu nói thử vài câu coi, ví dụ như hôm nay rất vinh hạnh được gặp em, em là một cô gái rất dễ thương, cho anh cơ hội làm quen với em được không? Rồi. Dạ cái thằng đó thì em chưa có chuyên sâu cho mấy. Trời ơi. Minasan konnichiwa. Hajime mashite. Watashi wa Kawan hat to moshimasu. Kotoshi ni 18 sai desu. Danja kara kimashita. Kaiyo vượt qua, yonin imasu. Shimi wa ongaku o kiku koto desu. Hết. Hiểu không em? Không. Hiểu chứ, anh giới thiệu giảm thôi. Có quê bánh tơi tên thì văn hết nè. Quê bánh tre nè. Và bây giờ thì chúng ta sẽ gặp gỡ cặp đôi của ngày hôm nay. Bạn trai ngồi đây rồi, đợi cho tôi chút xíu nha. Bây giờ sẽ ra bên ngoài đưa bạn gái vào. Rồi, mời em ngồi xuống. Mời hai bạn mở mặt nạ ra. Bên đây mở được chưa? Em tự mở rồi. Mở ra đi cưng, chứ không lẽ đợi chị mở nữa. Bây giờ em hay giới thiệu cho bạn gái bên đây nghe được những thông tin của mình. Mời em trai. Chào chị Tơ. Chào bạn nữ bên kia. Em tên là Văn Hết. Vừa văn ra là hết luôn. Em đến từ Bến Tre. Hiện tại em đang làm giám sát công trình và thi công của công ty Vistix ở Quận Hòa Thắng, Bình Thạnh. Rồi, hết. Tới bên đây. Em chào chị Tường và chào bạn Nam ạ. Em tên là Thanh Thúy ạ. Cũng sinh năm 1992 luôn ạ. Và quê em ở Bình Thuận nhưng mà hiện là đang sinh sống và làm việc tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Em nghề nghiệp của em là nhân viên văn phòng. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là nói chung là dễ tính, hoạt bát, cũng vui vẻ với mọi người. Và có niềm đam mê với việc là xem đá banh. Trời đất ơi. Niềm đam mê. Tại vì này chắc là giống ba, nhà có 5 chị em gái. Có đá banh không? Có cá độ không em? Dạ không. Hôm nay có coi đá banh không? Dạ mê lắm. Mê lắm hả? Mê đội nào? Dạ chỉ Việt Nam với nước ngoài thôi. Dạ đúng. Ngoài là nước nào mới được chứ? Đội nào? Nhất là Thái Lan. Thái Lan? Dạ. Nhất là Thái Lan gì mới là Việt Nam, hay là nhất là Việt Nam gì nhất Thái Việt Lan? Nhất Việt Nam gì Thái Lan. Còn bên đây mê đội nào? Dạ, tất nhiên là Việt Nam là ưu tiên, còn như đội bóng nước ngoài thì em thích Barcelona. Đó là một chút xíu về tình hình. Còn bên đây, điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Dạ, điểm mạnh của em là biết làm tất cả việc trong gia đình, nội trợ. Tại vì em là gốc gác là sống là nông dân, hồi đời nhỏ tới giờ. Nay là cái dạng giống như sống tự lập đó chị. Mấy chuyện đó thì em biết hết. Biết hết, nhưng mà mai mốt về lấy vợ có phụ vợ làm hay không mới là quan trọng. Quan điểm giữa hai người yêu thương thì một người là chồng thì biết phụ vợ. Dạng nhưng mà em thì thương vợ thì mình sẽ phụ. Rồi, điểm yếu. Dạ, thêm điểm mạnh thì em thì thích giao tiếp với người nước ngoài. Chẳng hạn nước giống... nào? Dạ, nước Nhật. Ồ, có học tiếng Nhật hả? Dạ, em tự học và giao tiếp những câu cơ bản. Đâu nói thử vài câu coi, ví dụ như hôm nay rất vinh hạnh được gặp em. Em là một cô gái rất dễ thương, cho anh cơ hội làm quen với em được không? Rồi. Dạ cái thằng đó thì em chưa có chuyên sâu cho mấy. Trời ơi. Em chỉ hỏi về thằng bạn mấy tuổi về những cái lặt vặt thường thôi. Thôi hỏi hỏi vài câu đi, ví dụ hỏi vài câu cho chị coi. Minasan konnichiwa. Hajime mashite. Watashi wa Kawan hat to moshimasu. Kotoshi ni 18 sai desu. Danja kara kimashita. Kaiyo vượt qua, yonin imasu. Shimi wa ongaku o kiku koto desu. Hết. Hiểu không em? Dạ không. Hiểu chứ, anh giới thiệu giảm thôi. Có quê bánh tơi tên thì văn hết nè. Quê bánh tre nè, đó, hết. Rồi, tình duyên của em sao? Em có một mối tình kéo dài 5 năm. 5 năm, chỗ 5 năm, sao chia tay? Bạn đó nó hết thương rồi. Em biết là bạn có người mới sau lưng em. Mà quen 5 năm, em có núm níu gì không? Dạ, dạ thì tất nhiên là sẽ có níu. Nhưng mà người ta đã muốn đi thì có níu thì chắc cũng không được. Rồi, thôi quên đi em ha. Dạ. 5 năm tuổi thanh xuân cho mình rất nhiều kinh nghiệm. Và mình sẽ nhờ những kinh nghiệm đó mình sẽ vun đắp cho cái tình yêu sau của mình nó đẹp hơn. Rồi, thế còn em? Em thì trước giờ chỉ có một mối tình. Mối tình đó thì xuất phát từ cái thời học còn đi học. Cái dạng em thì cũng giống như là yêu đơn phương á chị. Người đó biết không? Dạ thì cũng có biết. Rồi người đó có yêu lại em không? Dạ gia đình cũng ngăn cản. Gia đình người đó á. Sao ngăn cản? Lý do gì ngăn cản? Dạ theo cô môn đăng hộ đối vậy. Nhưng mà em theo người đó mấy năm? Nay thì cũng 7-8 năm gì. Ngưng theo nay cũng 3-4 năm rồi chị. 7-8 năm theo một người một thôi. Mà người ta không ưng mà vẫn theo. Tình nguyện là một cái bóng để cho người ta gì đó. Trời ơi, vậy là anh này anh chung thủy lắm nè. 7 năm trời không mà đeo đuổi một người mà phải chi được có qua có lại. Không nói đằng này một phía thôi là anh này tình cảm rất là đáng trân trọng. Có khi em nhớ có một lần là đêm hôm đó là khoảng cỡ tầm
gần 2-3 giờ sáng gì đó. Em đang ngủ là cũng giống mình gặp một cái giấc mơ, là giống như gặp bạn đó, là bạn đã đi cưới. Tự nhiên mình đứng trước một cái ngôi nhà đó, đám đám cưới của bạn đó vậy đó. Rồi tự nhiên giật mình thức giấc, rồi cũng hơi buồn buồn, hơi khóc khóc. Có khóc không? Dạ có. Có chuyện cũ rồi, bây giờ vui lên nè. Nhiều khi mà em buồn quá cho nên cổ mới đi lấy chồng đó. Ủa mà cổ lấy chưa? Đó trong mơ thôi chứ chưa lấy phải không? Dạ chưa vậy. Bây giờ còn liên lạc gì với cổ nữa không? À dạ không. Giờ còn buồn không? À, cũng cố gắng là sẽ xóa đi 100% hình ảnh của bạn ấy trong ký ức. Mà giờ xóa được nhiêu phần trăm rồi? Dạ em nghĩ là 90. 90 rồi phải không? Rồi. Thật ra mình cũng cần phải xóa hết 100%. Ai cũng có những ký ức, không? Ai cũng có những kỷ niệm, nhưng mà chúng ta để nó vào một cái góc riêng và đừng để ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai là ok. Chứ cũng phải là đó là những cái thời gian rất là đẹp, tuổi thanh xuân của mình, mắc gì đâu mà xé cất, đúng không? Thì Tường còn rất là nhiều thư tình của bạn trai cũ, những có những người mình yêu thương mình vẫn cất, những người mình hận thù mình vẫn cất. Đó là kỷ niệm, đó là quá khứ, đó là một thời vàng son của mình. Rồi muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Thiên về gia đình, biết chăm sóc gia đình. Nói chung là em nấu ăn thì cũng được nhưng mà nó cũng không có ngon lắm. Mong là nếu mà bạn nấu ăn được thì em sẽ là người giống như là ở vòng ngoài. Xà, sẽ khôn quá ha. Rồi. Về ngoại hình thích người sao? Nếu mà tại vì em cũng hơi không được cao lắm, nhưng mà được thì bạn sẽ cao một hơn 1m7. Lỡ mà sau này có về có con thì đỡ cho con hơn. Trời ơi, cho đỡ cho con, cho con uống sữa, chất dinh nhưng dưỡng bổ sung vô. Gen. Em cao bao nhiêu? Cho em trả giá 5 phần được. 5 phần à, 1m65 được rồi. Rồi đưa hình cho coi coi. Vậy em muốn tìm người bạn gái như thế nào? Biết chăm lo cho gia đình, không có xăm hình hay là nhộm tóc, cái dạng giống như là tạm tóc trắng hay là đỏ hay là nâu tím vàng gì đó. Nếu mà có nhộm thì cũng một ít để mà dạng giống như tóc màu vàng ngả nắng á chị, thì nó sẽ rất là đẹp hơn. Nói chung là cũng hơi thích cổ điển chứ không có thích hiện đại quá phải không? Dạ, tại vì nếu mà tóc màu vàng á thì em nghĩ là sẽ... Gì? Có móc móc gì ra nữa vậy? Em có một làm bài thơ 4 câu ngắn. À, rồi đọc lớn lên đi. Em thích nhất là tóc màu vàng bởi vì là tóc vàng em đi trong nắng, phố thị đường quen bóng chiều tà, nắng chiều nhẹ nhẹ vương trên mi mắt, không sao sánh được dáng tóc em. Mà coi như thích tóc vàng phải không? Tóc vàng ánh nắng. Vàng ánh nắng thôi chứ vàng khè thì thôi thua luôn phải không? Yeah. Rồi đây kiếm đi, ảnh ở chổng đó. Hai người tìm đi, coi cái giác quan của mình ngày hôm nay sao. Đâu em chọn anh nào, chỉ chị coi. Em đoán là anh nào? Chắc anh này. Lý do tại sao chọn anh đó? Em tưởng tượng qua giọng nói thôi, em nghĩ vậy. Tưởng tượng qua giọng nói, nhìn đoán ra được cái anh đó này ghê. Còn bên đây cô nào? Thì bạn chính giữa. Bạn chính giữa. Lý do sao chọn bạn chính giữa? Thì em cũng nghĩ theo giọng nói. Rồi theo giọng nói luôn. Dạ. Bây giờ mời hai bạn nhìn về cửa trái tim để xem hôm nay mình dự đoán mình theo cái giọng nói coi nó có chính xác hay không nha. Mời hai bạn. Nhìn nhau đi ạ. Sao mình chọn đúng không? Sai rồi. Cổ là người nào đâu? Trời đất ơi, nhìn hình rồi còn đoán chỉ trật nữa. Cổ là cái cô này mới đúng nè. Đây nè. Nhìn thay đổi sao quá. Đổi sai quá. Bên đó đoán trúng em nha. Chỉ một chốc một nhô ngay anh chính giữa luôn. Thấy phụ nữ người ta giác quan hay hơn không? Cảm giác hay hơn mình luôn. Phụ nữ lúc nào cũng có một cái cảm giác giống như là chính xác hơn. Rồi. Thôi quà tặng kìa, tặng đi. Mình tại vì là thích xe nó bóng nhưng mà mong là bạn đừng có nhìn, đừng bóng như thế bóng. Đừng bóng như thế bóng. Xích thêm đá bóng, nhưng bạn đừng bóng như trái bóng. Câu này tôi mới nghe luôn á. Em cứ nghĩ là khi mình nhìn một cái món quà nào bằng nữ đó là cái giận giống như mà tặng anh nhân dịp Tết. Đấy.
Em cứ nghĩ là đó là một trái dưa sọc. À, tự trái dưa hấu. Dạ đúng rồi. Dạ. Chắc anh không có bóng đâu, tại anh không nhìn ra được trái bóng. À, anh gửi em tặng cho một món quà của bà chị ở Tiền Giang, giám đốc Sô-cô-la nói là gửi tặng cho em dâu. Rồi, rồi. Tối nay mình thích xem nó bóng nhưng mà mình không biết nghĩ cái ra cái món quà gì nên là tặng cho bạn. Thôi cũng thích, cũng cảm ơn. Tối nay về chơi với bóng nha. Chắc ông bóng ngủ chứ. Khi mở cửa trái tim này ra thì cái cảm xúc đầu tiên của em là như thế nào? Thấy em rất hồi hộp khi mà cửa trái tim mở ra, em đang suy nghĩ điều gì lúc đó? Khi mở cửa ra thì em sẽ mở mắt ra là sẽ nhìn thấy một cái bạn nữ, bạn gái sẽ phù hợp với em hơn. Bạn thì cũng rất là, theo phán đoán ban đầu em thì cũng rất là cũng hiền, một người phụ nữ trong gia đình. Đạt được bao nhiêu phần trăm tiêu chuẩn của em ở cái nhìn đầu tiên? Giờ 70. Thì là tốt quá rồi. Thế còn em, cánh cửa trái tim này mở ra thì cảm xúc đầu tiên của em là gì? So với cái em cảm nhận qua giọng nói thì nghĩ là bạn cũng cái kiểu là chân thành, đúng là nói chân thành và thiên về người của gia đình. Bây giờ trước tiên thì Tường sẽ cho hai bạn 5 phút để tự tìm hiểu với nhau. Mời hai bạn sẽ thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Maria Sài Gòn. Xin mời. Xin mời hai bạn thưởng thức món tôm sú sốt mayonnaise của nhà hàng Maria Sài Gòn nha. Đây là một sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt bùi tự nhiên của thịt tôm nè và vị béo thơm của sốt mayonnaise quen thuộc qua sự chế biến của đầu bếp, tạo nên một món ăn rất là đặc biệt của nhà hàng. Nhìn dễ thương quá ha, sao nỡ ăn. Rồi, mời hai bạn ăn thật ngon, tâm sự với nhau. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại nha. Chúc hai em ngon miệng. Em có thích món này lắm không? Cũng thích, thường thích ăn hải sản. À, nếu mà có dịp nào đó thì anh mời em là sẽ về quê anh. Tại vì ở thành phố anh á, thì cũng gần biển à, nên cũng có mấy món hải sản. Thì cũng giống như mấy cái dân ghe cào á, người ta đi vô á, thì sẽ có những món rất là tươi, cũng rất là ngon. Vì đúng rồi, tại vì em cũng có một cái bạn bé nhưng mà nó ở không có miền Tây nhưng ở Tiền Giang thì cũng đã từng thưởng thức cái những cái món là giống như nó ở dưới biển lên liền á, thì mình ăn rất là tươi, rất là ngon. Ừ. Không biết là cho em hỏi là nhà anh có mấy anh chị em? Anh thì nhà anh là có 4 người, 2 chị thì lấy chồng ở Cà Mau rồi. À, còn một người anh thì làm ở Cò Đất ở Long An. Còn riêng anh thì là út trong gia đình. Nhưng mà có một mình lên Sài Gòn làm việc thôi. Đúng rồi. Làm Sài Gòn từ hồi cuối năm 2008 đến nay. Trong vòng một tuần cũng có thể là mình sẽ gặp nhau một lần hoặc hai lần. Anh hiện tại là đang đi làm công trình đúng không? Đúng rồi, tại vì anh là bên dạng như giám sát công trình, là đứng coi thợ làm đó. À. Cũng có đi công tác ở ngoài miền Bắc và miền Trung. Nhiều khi đi công trình là cũng khoảng cỡ 1 tháng tới 2 tháng. Nhiều khi cũng có 3 tháng thì cũng có. Cũng tùy theo công trình á. Chủ yếu là khu vực miền Nam là nhiều nhất. Thì nói chung là ban đầu thì nếu mà có điều kiện thì một trong một tuần gặp nhau 1 đến 2 lần. Mới thì nó có thời gian để tìm hiểu. Còn sau này khi mà đã có quen hay là nghỉ xa rồi thì 1 đến 2 tháng thì cũng được, không sao. Em có quan điểm như thế nào về một tình yêu xa? Mình tin tưởng người đó thì vấn đề xa thì không có quan trọng. Thương thì thương như giống như mình thương chỉ một người thôi. Còn khi mình đã thương một ai đó thì những người khác thì anh sẽ không quan tâm tới. Dạng giống như các bạn nữ á, xung quanh á thì anh sẽ không có quan tâm tới. Đó là điểm tốt mà. Ăn chưa? Nãy giờ ăn miếng nào chưa cưng? Dạ rồi. Dạ ngon lắm. Ngon không? Ngon. Dạ. Ăn nhiều bồi dưỡng vô xíu cho mập mạp xíu mới có sức lo cho vợ con nè. Mời hai bạn sẽ bóc một lá bài trong này ha. Đọc lớn yêu cầu ra và mình sẽ thực hiện yêu cầu của chương trình để hai bạn có cơ hội tìm hiểu nhau kỹ hơn. Mời bạn trai. Em trước hả chị? Ừ. Phụ nữ làm sao đi? Cái đó em yêu cầu phụ nữ. Chàng trai xin phép được bạn gái để thực hiện một trong hai yêu cầu như sau. Một, vòng bạn gái đi 3 vòng. Hai là ôm sau lưng để cảm nhận trong 30 giây. Rồi. Một trong hai hả chị? Một trong hai, qua bển hỏi ý kiến bạn gái đi, thương lượng đi rồi làm, nhanh. Nếu mà được hai càng tốt. Thà, gọi đi qua bển thương lượng đi, đó. Yêu cầu của chương trình thì
không biết em sẽ chọn cái nào, một hoặc là hai. Chắc là em chọn hai thôi. Xoay cái lưng vô mặt ảnh. Rồi mời bạn, thôi đưa lá bài để tôi cầm cho. Rồi ôm đi. Hai anh xin được phép ôm nha. Lòng qua hai cái tay ôm vô. Lòng qua hai cái tay. Đúng rồi. Hình như cảm thấy em đang rung đúng không? Còn anh một chút xíu. Còn anh cảm thấy như thế nào? Dạ em vô cảm. Dạ không có vô cảm ạ. Em thì mất hết cảm giác rung, chứ không phải là cảm giác mình nó cảm nhận được người phụ nữ. Lưng thích như thế nào? Cảm thấy như thế nào em? Trời ơi, cảm giác của em mà, em hỏi người ta rung rồi đó. Anh nếu em rung thì anh sẽ nguyện là một vòng tay để em ôm em trọn đời, sẽ bảo vệ em. Dạ, cảm ơn. Hết, về chỗ hết rồi. Trời ơi, cũng biết nói chuyện quá ha. Được. Rồi, mời em gái. Đọc lớn lên. Đọc lớn lên em, cái gì mà hồi hộp dữ vậy? Dụ gì? Dạ. Yêu cầu của chương trình là cô gái bịt mắt chàng trai, yêu cầu chàng hôn bộ phận đầu tiên mà mình sờ được. Ai sợ ai? Chà, sao đợt này chàng trai lời quá ha. Dạ, em nghĩ là em sợ. Hả? Ai sợ? Cho em chọn đó. Lỡ em sợ chúng vô sao em không xuống em hôn được chị? Tùy em. Giờ em muốn em là người được bịt mắt, được hôn hay là bị hôn? Em được đi. Được hôn. Rồi, có cho bịt phải... mắt ảnh đi. Em không biết làm cái này. Đây, đây, đây. Bịt mắt chân chân. Hồi nhỏ em thường chơi trò này lắm. Rồi chưa? Rồi bây giờ chàng trai đứng qua đây, xa xa qua đây. Cô gái đứng đây. Này nha, bây giờ tôi làm trọng tài. Bây giờ tôi đếm 1 tới 3. Dạ. Em ráng em đưa gì ra, em đưa tùy em nha. Ảnh 1 tới 3, ông này ổng khôn lắm, mà nãy đòi tới 2 luôn nhớ không? Ảnh quơ một cái mà trúng cái gì là anh hung cái nấy. Dạ. Ok chưa, đứng xích vô trong tầm tay người ta quơ, thế mà né dữ vậy. Rồi, 1, 2, 3. Mò xuống dưới đi. Cái này đưa vô nè. Rồi. Dạ rồi ạ. Mày lời quá. Thì cảm nhận hôn tay thì ấm áp và quyến rũ ạ. Rồi. Dạ. Muốn làm lại nữa không? Làm lại không em? Không. Khôn lắm. Hết. Về chỗ. Bây giờ tôi mới để ý nè, bây giờ ngồi đây trước khi bấm nút tôi hỏi một câu nữa, nên thôi có gì mất công là tôi chịu trách nhiệm nè. Sao tôi thấy trên tay đeo nhẫn cưới hay gì vậy, là sao vậy? Dạ không phải nhẫn cưới chị, tại nhẫn là má em là định sau này sẽ tặng cho con dâu. Nhớ nha, chừng nào rồi làm con dâu má tặng nha. Đừng có dại dại rồi tặng trước đi à. Rồi mai mốt không phải con dâu cái về má la nha. Tặng luôn được không? Cái hồi yêu nhau rồi là tặng luôn làm giật định tình được không? Dạ em nghĩ thì chắc là tặng luôn không được. Chứ tặng này về má la à. Má la à. Má la à. Trời ơi. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý hẹn hò chúng ta bấm mạnh xuống, nếu không đồng ý ta lấy tay ra. Rồi nhắm mắt lại đi hai bạn. 1, 2, 3. Hết thời gian. Rồi ông làm gì ông hoài vậy? Ủa sao? Em có bấm không chị? Bấm đâu? Bây giờ mới bấm nè, bấm đâu bấm. Có cái đèn, cái nút bấm không xong. Làm gì ăn đi giờ trời, hết ơi là hết ơi. Sao dạ, vậy? Nút bấm hình như sao nó yếu. Yếu, em yếu chứ nút bấm nào mà yếu. Thì khổ ghê, chắc tôi nghi quá, tối nay giờ chơi với bấm thiệt quá. Nắm tay nhau, bây giờ là một nụ hôn đầu tiên dành tặng cho nhau để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau trong chương trình Hẹn Ăn Trưa. Mời hai bạn. Anh nắm tay được không? Rồi, một nụ hôn lên mặt. Không nha. Hỏi gì nữa, mần đại đi, còn mày đặt màu mè nữa.
lựa gì vậy trời? Đầu ta chưa gọi đó, hôn má đi. Hôn lại hả chị? Ừ, trời ông này cũng lợi dụng quá. Hôn lại nha. Ôi, dạ rồi. Thơm không? À, cảm nhận của em thì không phải là thơm hay là một cái gì đó khác, mà cảm nhận của em khi hôn bạn là đây là tình yêu của em sau này, và cũng là tình yêu cuối cùng kết thúc. Trời ơi, ông tự tin chắc chắn quá vậy. Em cảm thấy sao em? Anh nói anh cảm nhận, anh hôn cái là anh biết em là sau cùng không? Anh này rất là chung thủy nha. Một mối tình đơn phương 7 năm trời thì em bây giờ là người cuối cùng của anh luôn đó. Dạ, em mong là bạn sẽ làm được như những gì bạn đã nói. Không, chị tin bạn này làm được. Thưa quý vị, rất vui ạ. Tường rất thích chàng trai này ạ. Rất thẳng thắn, khẳng khái và nói lên những cái gì yêu là yêu, mà xin chiếc nhẫn mà là tình yêu rất là rõ ràng đó quý vị. Hy vọng rằng sẽ sớm nhận được tin vui từ hai bạn này nha. Bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Và bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết rồi ạ. Các Tường xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào lúc 8 giờ sáng thứ ba, thứ năm và 20 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube MCD Media. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Xin chào.